thành công nha mọi người ơi. Thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ rap vô nha. Ok. Hi, mình xin chào tất cả mọi người. Mình rất vui và hân hoan mọi người đến kênh YouTube của mình nha mọi người. Lời nói đầu tiên mình xin chúc cho tất cả mọi người và tất cả anh em có một sức khỏe thật tốt, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống, chúc hạnh phúc với gia đình nha mọi người. Hôm nay mà có một khách đưa cho mình sửa một cái quạt. Cái quạt này kẹp nè mọi người, nó xài pin hai cái pin AA, hai cái pin hai chữ A 1.5V, nhưng mà nó đã không chạy nữa thì người ta đưa cho mình sửa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra nó như thế nào nha. Đây mình có một cái ổ cắm nữa mọi người. Ổ cắm mình có đồng hồ đo. Dạ đây mình cấp xuống nguồn 5V. Thì cái motor này nó xài là 2-3V, nhưng mà mình cấp 5V vẫn được nha mọi người. Mình không có cái pin kia. Mình không có cái pin 22AA thì mình cấp 5V cho nha mọi người. Trừ cộng có nó lên không? Ồ. Không lên rồi. Dạ nó bị cái gì vậy, mọi người ơi? Đứt dây hay chết motor thì mình không biết nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra. Đây là mình chia sẻ cho anh em bộc bạch chế cháo lại những anh em nào á mà nhà có cái quạt này bị hư á thì mình tham khảo mình sửa nha mọi người. Còn những anh em thợ thôi mình không dám chỉ điểm nha. Anh em xem cho vui, ủng hộ mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Thì ở đây nó có một cái lò xo nè anh em. Thì mình tháo ra mình để ý nha, gắn vô nó cực lắm. Bây giờ ở đây mình làm dấu để lá hồi mình gắn vô cho nó dễ, nó tiện. Thì để mình tháo ra. Bây giờ mình đã tháo ra mọi người. Bây giờ mình đã tháo ra thì mình kể cái này để đây. Để riêng nó ra. Bây giờ tới phần trên đây. Thì trên đây á, wow, trên đây thì nó đang thui rồi mọi người ơi, nó bị cháy đen rồi. Đây là mình không làm gì được rồi, như cái đèn này là thua nha. Bây giờ mình coi kiểm tra coi cái phần của cái motor coi sao. Mở từ từ ra, bẻ nó. Mình nó tháo ra xong rồi mọi người. Đó, bây giờ mở ra. Thì ở trong đây nó xài một cái motor nhỏ nhỏ nha mọi người. Đây mình sơ bộ là nó không bị đứt dây. Thì bây giờ để mình kiểm tra dây ở trên đây, dây ở dưới đây nó có bị đứt hay không, đứt dây hay không. Thì mình sẽ tháo ra. Mình kiểm tra khúc này. Trước tiên là mình kiểm tra dây coi nó bị đứt không nha mọi người. Rồi tiến hành mình kiểm tra cái motor. Đây mình tháo hai cái luôn, tại vì nó qua một công tắc nè mọi người, cả nhà mình đó. Anh trên đây là dây trắng dây đen, trên đây cái dây trắng xuống đây thì nó qua một cái dây vàng, thấy không, qua dây vàng qua xuống đây qua pin. Còn cái dây đen đã chạy từ trên xuống dưới luôn. Bây giờ mình sẽ đo cái dây trắng coi nó thông mạch không nha, nó có bị đứt hay không. Rồi mình tính tiếp. Ok nha. Vậy là hai cái nó không sao nha mọi người. Vậy là dây nó không đứt. Bây giờ không đứt thì mình sẽ kiểm tra đến cái motor của nó. Thì mình sẽ cắt nguồn vô. Cắt nguồn vô nha cả nhà mình. Anh em. Coi nó còn sống không.
Ok. Ồ, vậy là cái mô tương này còn sống nha mọi người ơi. Theo mình nghĩ chắc là cái mối nối lâu ngày nó bị mục, nó bị tiếp xúc ăn nó ra ten á mọi người, nó ra ten á, cái mối nối nó ra ten á, rồi nó sẽ không tiếp xúc. Với lại cái chân pin này nó hư nè, bây giờ sẵn ở đây á, mình sẽ độ cho cái quạt này bằng hai viên pin 3,7 V, mắc song song lại, sạc lên 4, được 4,2 nha mọi người. Đó thì mình sẽ thay thế cái hai viên pin AA cho nó mạnh hơn nha nha mọi người. Mình bây giờ mọi người hãy cùng mình độ nha. Mình sẽ dùng cái mạch là TB4056 nè mọi người, sạc xả luôn nè, nó có chân 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 đầu vô và đầu ra luôn. Thì mình sẽ dùng hai viên pin này, mình đã cân áp rồi nha mọi người. Tại vì pin á, trước khi mình lấy vô mình phải cân áp nha ra mọi người, cân áp cho đều 4154. À, 4153 luôn nha mọi người. Ok, vậy là nó đồng áp với nhau rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn nó vô thôi, mình chế. Thì trước tiên á, thì mình cho cái pin nãy giờ thì mình bắt cắt bỏ hai cái lò xo của nó ra để nó có chỗ mình gắn bỏ pin vô luôn. Mình tận dụng cái này của nó luôn cả nhà. Tận dụng bỏ vô nó mới vừa nha. Đây là cái cặp của nó. À, khi bóp này các bạn là bóp bóp vậy nó sẽ gá vô cái thành nào đó, thì mình sẽ cho nó nằm lộ thiên đây luôn nha cả nhà. Đây dưới đây mình bỏ hai viên pin, còn mình kiếm ốc mình khóa lại là xong. Đó, bây giờ là mình thử bỏ pin vô. Cái pin này là nó có luôn cái mạch bảo vệ nha mọi người. Đó, mình thấy ô không? Nên mình không lo bị quá áp quá tải nha. Tại vì khi mà nó sạc đầy lên á là nó sẽ tự ngắt. Thì cái này nó đã cái mạch sạc nó có chức năng tự ngắt rồi, nhưng mà khi mình mua cái pin này thì nó có luôn cái mạch bảo vệ nha. Đó, nó nhỏ, pin này là 1450. Thì mình sẽ bắt song song hai cái này lại. Mình sẽ đục lỗ ở đây. Mình đục lỗ ở đây mình cho cái dây này nó lòn lên. Nó lòn lên thì để cho pin nó ra. Đó. Rồi, mình tiếp theo mình làm nha mọi người. Thank you.
Ok, thành công nha mọi người ơi, thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ ráp vô nha. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái lò xo lại nha mọi người. Mình dán thêm cái miếng keo mình che lại cái mặt nó không bị cái gì vô nha mọi người. Đây, cắm điện thử coi nó lên đèn không. Đó, ok, sáng đèn nha. Okay, bây giờ mình tiến hành gắn cái lò xo vô. Gắn lò xo nó hơi cực rồi nha. Sau một hồi mọi người thì đúng là cực khổ luôn á, mình đã gắn được này vô. Tại mình bỏ keo á, nó cộm lên lâm ra nó khó, nó vô nó cứng. Bây giờ mình đã xong rồi, xong hoàn thiện đó. Bây giờ đây mình sẽ bật cho mọi người xem. Ồ, vậy là mình đã sửa và độ pin, độ chế lại pin thành công nha mọi người. Đó, mình đã độ pin 3.7V 4/2 thành công cho cái quạt này, xài hai viên pin AA là 3V nha mọi người, lên 4/2 nó sẽ mạnh hơn. Và mình đấu song song cái này nó sẽ dung lượng nhiều hơn nha mọi người. Hai cái này dung lượng là 905.800. Đó, bây giờ mình gài lại rồi mình sẽ cho mọi người xem tham khảo. Đó, đây là mình muốn bắt cái này, bật lên. Đây là mình sửa cho khách nha mọi người. Đó, tại vì mình kêu người ta đổi cho người ta cái mới, người ta không chịu, người ta thích cái này à. Đó, bây giờ đã xong. Bây giờ đây là mình chia sẻ cách độ và sửa cái quạt kẹp treo tường mini cho mọi người cùng xem và tham khảo cách độ như thế nào. Mọi người xem video hay, ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha mọi người, để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nha mọi người. Này, xin chào mọi người, bye bye.